Xin kính chào tất cả quý vị khán giả và các bạn đã trở lại với kênh của Cali Sài Gòn, và xin chúc cho tất cả quý vị được nhiều sức khỏe và gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống. Vâng, kính thưa quý vị, xoay quanh cái câu chuyện sống gió gia tộc mà bây giờ lại có thêm những cái tình tiết mới nữa. Ngày xưa thì chúng ta có nói rằng là quân địch đánh phe ta, rồi quân ta phản biện lại phía quân địch. Bây giờ phe ta lại đánh phe mình. Rõ ràng là chúng ta thấy rằng họ áp đặt lên câu chuyện này đối với Ni và Hồng Loan rất nhiều. Và hình như là họ đã đi sâu vào quá cái phạm vi giới hạn cho phép khi mà nói tới anh em nhà họ Võ ở số 5 Đoàn Thị Điểm nha. Chúng ta phải phân biệt rõ ràng là anh em họ Võ có hai thế hệ, trước và sau. Khi mà nói tới Thành Mỹ, rồi bắt đầu họ bêm Thành Mỹ trước rồi. Bây giờ họ bêm Ni, rồi bêm luôn cả Hồng Loan nữa. Đối với người mà trở mặt quay xe đó các bạn, thì tôi không đánh giá cao. Ngày xưa tôi thấy những người này có một cái kiến thức rộng rãi về pháp luật, và theo dõi cái drama này, họ đưa ra những cái lý lẽ tôi thấy cho là rất khả quan. Vì lúc đó họ nhìn thấu được cái bên phía bên kia của em họ của Hồng Loan. Và bây giờ họ lại không có chú trọng vào cái vấn đề mà phía bên kia đã lấy tiền phúng điếu như thế nào, rồi không chịu sao kê, rồi làm những cái việc mà đi trái với lại cái đạo nghĩa, như là cái tình nghĩa trong gia đình. Bây giờ họ để mặc cái chuyện đó qua một bên, nhưng họ lại tấn công Hồng Loan và Ni. Tôi thấy cái chuyện này nó hơi nực cười. Khi mà đã nói quay xe rồi, khi đi lại nó ngừng rồi, nhưng lại họ không ngừng, họ lại cố ý quay lại bằng mọi cách và mọi thủ đoạn, và càng ghê gớm càng thủ đoạn nhiều hơn nữa. Mới đầu thì họ lấy một câu chuyện nào đó của Ni, họ nói rồi xong xuôi để họ được có cái như là để cái nhịp cầu để cho họ quay trở lại đấy các bạn. Chỉ cần Ni nói một câu hai câu thôi, không cần mà livestream nhiều, thì họ có cơ hội để họ quay trở ngược lại rồi. Phải không các bạn ha? Bắt Hồng Loan phải xin lỗi cái một YouTuber luật sư đó, hình như là cũng hơi đi hơi quá đà. Làm sao mà cái chuyện có cái chuyện đó được? Hồi đó thì Hồng Loan đâu có làm bất cứ chuyện gì có hại cho ai đâu, và cô ta lúc nào cũng im lặng và chịu đựng. Khi chịu đựng đến cái một mức độ một cái mức độ nào thôi, chứ người ta không có làm gì, người ta có im lặng thôi. Mà cũng luật sư kêu bằng không phải luật sư Ngọc nha, kêu nói với Ni, kêu Hồng Loan, kêu bằng là phải xin lỗi một YouTuber tầm bậy tầm bạ. YouTuber đến với lại Hồng Loan lúc trước là sao? Là nhờ lấy thông tin, cũng nhờ luật sư này lấy thông tin đưa cho cái cô này thôi. Cổ nói rằng lúc nào cổ cũng có tin tức mới. Bây giờ tôi mới biết được tại sao cổ có cái thông tin mới, những cái gì mới. Có thể là Ni chuẩn bị livestream nói vấn đề đó thì cổ có trước. Với hơn nữa, những lúc mà Ni livestream hay là Hồng Loan livestream á, là cô ta lấy nguyên một cái video clip đó tải về rồi xong đưa lên cho cái kênh của cô ấy. Mỗi lần như vậy, tôi các bạn để xem ngày xưa đó, nhiều khi có một clip lên tới cả 100.000 người coi rồi. 100.000 người coi là ở bên Việt Nam kiếm gần 100 đô rồi các bạn. Chỉ cần Loan lên livestream thôi là cô ta download xuống rồi cô ta tải về máy của cô ta upload lên thôi. Nhưng sau này thì Loan có nói rằng Hồng Loan có cái kênh rồi đó, cho nên đừng có download xuống rồi tải lên nữa, có thể là bị đánh bản quyền đó. Lúc đó tôi có nghe cô ấy lên nói là chê bai Hồng Loan là cứng nhắc,
Bây giờ không cho mấy cái livestream, không cho người khác đau đó xuống nghe. Như vậy không phải mà cái người chủ kênh đâu, đôi lúc á là cái bên tại vì bên kênh Hồng Loan là pop music, pop music đại diện mà. Đó, những cái bài hát hay này khi nọ là bên pop lo hết, của công ty của người ta lo hết về vấn đề đó, ông về nhạc đó các bạn. Cứ mỗi lần nhiều khi mình để ý đây, nhiều khi Loan livestream được 50-60 ngàn người coi, nhưng mà cái kênh của cái cô này thì lại cả 100 ngàn người coi mà phát lại nữa à. Thì nó tôi thấy như vậy nó cũng không không công bằng cho Hồng Loan nữa. Hồng Loan nói gì cũng đúng. Khi mà không lấy được cái mấy 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 cái clip mà mỗi lần Hồng Loan mà livestream á, thì tôi thấy cô ta đã tỏ ra là bức xúc hay là bực bội ngay từ lúc đó rồi. Cứ như là hồi đó Ni cũng vậy, mỗi lần Ni livestream là cô ấy tải về hết rồi đưa lên, không cần mà trường mặt ra chào khán giả hay là chúc khán giả sức khỏe bình an, chỉ cần upload lên cái những cái livestream của Hồng Loan với Ni là cô ấy kiếm tiền được rồi, nhưng sau này không có làm được như vậy nữa. Thật ra cô ta cũng bực bội. Còn gần đây thì khi mà Ni cách đây 2 ngày các bạn ha, Ni livestream để đáp trả lại những cái gì mà các bạn thường nói là bộ ba Tâm Sơn á, bộ ba bây giờ cũng được rồi. Họ càng tấn công càng bêm Hồng Loan, càng bêm Ni, thì tôi thấy cộng đồng mạng càng dậy sóng và càng trả đòn thù với họ, cũng giống như là bêm họ, hoặc là tôi thấy khán giả hình như là hủy kênh của họ rất nhiều, xem họ là ít hơn nữa. Với cái đường lối của họ đi bây giờ tôi thấy nó hơi khập khiễng rồi. Đi bên một người mà họ đã từng nói rằng là họ sẽ suốt cuộc đời họ sẽ bên dịch, họ cảm thán cho cái sự ra đi của cố nghệ sĩ, để lại một giọt máu mà bị gia đình ăn hiếp, bị gia đình cô chú ăn hiếp. Họ muốn lấy lại công bằng, họ dùng nước mắt, họ dùng ba tấc lưỡi, rồi bây giờ họ cũng dùng ba tấc lưỡi. Họ, nhưng mà họ không dùng nước mắt nữa, họ lại tấn công đứa con gái này của nghệ sĩ ưu tú Du Linh, tôi thấy nó hơi quá đáng. Cũng như là Ni có nói rằng là cũng có vài câu trả lời cho một người YouTuber đàn ông mặc váy nào đó, đàn ông nhưng hay thích xen vô chuyện của đàn bà phụ nữ và thích nhiều chuyện. Tóm tắt lại, theo tôi nhận xét thì theo tôi nhận xét cá nhân mà thô thiển của tôi nghe, YouTuber là cập nhật tin tức, đưa những thông tin chính xác mình có thể, nói lên những cái sự thật nếu mà mình có thể được á, và truyền tải những cái gì tích cực nhất, chứ không phải YouTuber là một người nhiều chuyện. Tôi cho rằng không đúng. Giữa YouTuber và người nhiều chuyện nó cũng gần với nhau lắm rồi các bạn, cái sát lắm, bởi vì nhiều khi có nhiều người nói vui vui chơi là anh tám nhiều chuyện này kia nọ, tự cho mình là tám nhiều chuyện luôn này kia nọ, đó là để vui thôi. Nhưng mà giữa YouTuber và người nhiều chuyện nó sát với nhau lắm, hễ cần nhích chút xíu là qua là trở thành là mình là một cái người nhiều chuyện, và giống như một người phụ nữ hay đi xăm xôi, đi xôi mối chuyện gia đình người ta, chuyện này chuyện kia chuyện nọ, tôi thấy không có tốt. Nhất là những người đàn ông mà cô Ni này nó là mặc váy đó. Sau khi có một YouTuber, sau khi lắng nghe những cái lời lẽ của Ni nói, mới nghe được có vài ba phút à, thì vô cậu ấy phán rằng một câu, thấy không, mới đầu vô cái cười hỏi, cười nói với khán giả, tại vì lúc đó mở cái máy lên nghe đó các bạn, thì Ni, Hồng Loan, Thành Mỹ trong trong đại gia đình đã bùm bùm thì chào khán giả với những nụ cười, thì cũng bị bắt bẻ luôn đó, bắt bẻ rồi nói rằng thấy không,
mới vô thì cười giỡn, rồi một hồi cái khóc lóc tỉ tê. Tôi thấy cái này nó hơi bắt bẻ, hơi vô duyên. Thật phải nói thật sự là đàn ông mình phải chín chắn một chút xíu. Một người phụ nữ lên trên một cái clip livestream, không thể nào đầu tiên mà mình không chào khán giả bằng một nụ cười, một ánh mắt tha thiết, một ánh mắt gần gũi thân thương. Không lẽ vừa lên cái chào khán giả, áp lực quá, không có. Không thể nào mà mình chào khán giả bằng nước mắt. Không thể nào mình mới vô cái mình khóc lóc bu lu bu lo. Là tôi thấy cậu này trong bộ ba tâm sơn này nói chuyện nó hơi đi quá đà. Hồi đó tôi cũng hay thích coi cái cậu này lắm, nhưng mà càng ngày tôi thấy cậu tấn công Hồng Loan càng nhiều và bỏ bên cái phía mà chúng ta thấy rõ ràng là họ quá sai. Họ cầm tiền phúng điếu đi, họ ăn chặn tiền phúng điếu, rồi họ làm những chuyện không đúng với lại sự thật. Họ bỏ tiền ra mướn tờ báo để viết xấu về Hồng Loan. Đó, họ làm đủ chiêu trò, nhất là họ lấy cái nick giả để tấn công từng người một, từng người một. Còn bây giờ thì phe ta lại đánh phe mình, nó làm cho bên kia hả hê thêm nữa. Đúng các bạn ha, đã bỏ quên đi cái việc chính mà toàn là lo cái việc tào lao không. Nhất là cái chuyện mà Hồng Loan, My, Thành Mỹ với là bùm bùm lên livestream mới đầu vô, người ta cười, ta chào khán giả với những nụ cười thân thiện thân thương thì cũng bị bắt bẻ, nói rằng mới vô ha, bây giờ cười đã rồi hồi từ những cái khóc lóc này kia nọ. Cái gì kỳ vậy? Tức là nói rồi, mình đàn ông phải cho đàn ông chút xíu. Không thể cái nào mà cũng đi bắt bẻ. Nếu bắt bẻ, nói về bắt bẻ hay xiên xỏ hay là trắng thành đen á, cái này đúng là từ trắng qua đen á, thì bất cứ ai nói cái gì mình cũng có thể bắt bẻ nữa, tại vì mình đã không đồng ý, mình đã không thích rồi mà. Thương thì nó trái ấu nó cũng tròn, mà ghét thì bồ hòn cũng méo. Nếu mà thương á thì nói thấy không, vô là người ta thấy không, Hồng Loan Ni này kia nọ cười với lại ánh mắt thân thiện, nụ cười thân thương đối với khán giả. Còn bên kia vô là mặt mày hậm 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 đó, lúc mà thương thì nói gì, còn lúc không thương thì họ lại nói khác. Họ nói lúc này mới vô cái cười rồi họ lúc sau lấy nước mắt ra này kia nọ, lại bêm Hồng Loan này kia nọ. Mới vừa nghe vậy là tôi thấy nó không đúng rồi. Rồi áp đặt cho Ni bằng những cái câu hỏi, chẳng hạn như là cậu này hay nói câu những câu như là cho tôi hỏi, tôi hỏi như thế này trả lời tôi đi. Nghĩ cái gì vậy trời, quyền lực hay gì? Mới vừa vô nói này nói kia nào, bắt đầu kiếm vạch lá tìm sâu, rồi bắt đầu tự đặt ra câu hỏi, rồi tự kêu người ta trả lời. Nói chúng ta nghe rất quen, cậu này hay dùng cái từ mà cho tôi hỏi trả lời tôi đi. Trong cái clip lên nói chuyện mình tự đặt câu hỏi rồi kêu người ta trả lời, những câu hỏi của mình không phải là chính đáng, mà nó là những cái câu hỏi nó vớ vẩn, và nó nhiều khi nó đi vào cái vấn đề mà cá nhân của người ta nữa, hay là chuyện gia đình của người ta. Mà nếu mà mình hỏi một câu nói, một câu hỏi mà nó không có liên quan gì hết trơn á, thì thật ra nó giống như là một ông tám nhiều chuyện. Nhiều chuyện, rất là nhiều chuyện luôn á. Tôi cũng có nghe, tôi nói là tôi chỉ đọc cái bình luận của khán giả, và tôi thấy rằng nhiều người bình luận rằng tại vì xin Hồng Loan giới thiệu những sản phẩm, là lấy những sản phẩm của Hồng Loan để về bán mà Hồng Loan không đồng ý, tại vì những cái sản phẩm Hồng Loan lấy về bán á thì nó có cơ sở đàng hoàng, nó có chỗ sản xuất và mình là người phải chịu trách nhiệm. Còn người khác đi bán á thì nó lại là vấn đề khác, giống như một chi nhánh nha các bạn. Hoặc là cái người mà giao cho Hồng Loan bán á, họ vì thương Hồng Loan và ngưỡng mộ cô, nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, người ta đưa hàng cho Hồng Loan bán, chứ người ta không muốn đưa cho một người khác bán. Mặc dầu các bạn biết không, Hồng Loan nhiều khi những cái mặt hàng của Hồng Loan bán giá hơn của người ta vài 3.000 đi nữa, người khác, nhưng mà người ta vẫn ủng hộ Hồng Loan. Cho đến thời điểm này tôi thấy nhiều người vẫn còn ủng hộ cho Hồng Loan, nhiều người mua 4-5 lần. Thế dù chúng ta nói rằng vì thương Hồng Loan, vì cái này kia nọ thì người ta ủng hộ một lần, hai lần vậy thôi. Còn này người ta mua
hết lần này tới lần kia mà một lần cả triệu bạc là các bạn nên biết rằng sản phẩm nó ngon, tốt, nó bổ dưỡng cho nên người ta mới mua. Chứ không có ai mà đi mua mà 4-5 lần đó các bạn. Và các bạn nó ủng hộ, các bạn ủng hộ 1-2 lần thôi phải không? Đó là như vậy. Đó, quay trở lại với câu chuyện đó thì tôi chỉ nghe thôi, chứ mà cái bằng chứng thì rõ ràng tôi chưa có thấy, thì là mình không có dám khẳng định là có phải như vậy không. Là khán giả nói rằng cậu ấy muốn lấy cái sản phẩm của mình đưa cho Hồng Loan để Hồng Loan giới thiệu tới cộng đồng, nhưng mà bên Hồng Loan không chịu, tại vì không biết sản phẩm nó trôi nổi ở đâu, lấy ở chỗ nào. Thành thử ra Hồng Loan không chịu, cho nên bắt đầu tức tối rồi bắt đầu có bêm Hồng Loan luôn. Tôi thấy càng ngày nó họ giống như là khán giả để lại những lời bình luận thật nhiều với cái câu này là bộ ba Tâm Sơn, ngáo quyền lực, giang hồ mạng, côn đồ mạng này kia nọ. Ngay cả ở hải ngoại cũng có người gọi họ là giang hồ mạng rồi. Đụng chút xíu là đòi kiện, không có thu gì bên ve đâu nha. Không có thu gì bên phía bên cô em họ không lo đâu. Đụng chút xíu là đem luật ra nói, đụng chút xíu nói luật này luật kia luật nọ. Họ nói chuyện giống như là họ là những người trong tòa án vậy, những người trong phiên xử vậy, những người mà bồi thẩm đoàn hay là những người thẩm phán vậy. Và tội của ai tòa ai họ tự quyết định hết trơn luôn nữa. Tôi thấy nhiều khi họ hơi ngáo chút xíu, đúng là ngáo quyền lực á. Và cũng chính những người này đã từng là tội phạm, và từng ra trước công đường, xém chút nữa là phải trả giá thật đắt với lại cho những hành vi sai phạm của mình nữa rồi. Và cũng chính như những người này đã từng bị luôn á. Thôi tôi cũng bó tay với những người này rồi. Để mình đọc một ít xíu bình luận ha các bạn ha. Chị Nguyễn Loan hay bạn Nguyễn Loan ha, không có mở chợ vẫn đông, không có bộ Tâm Sơn để cúng thì chợ sẽ sạch đẹp hơn nhiều, có đức mà sức mà ăn, cảm ơn chủ kênh thật nhiều. Vâng, ngày xưa cũng như cái câu mà của Thành Mỹ nói không có mở chợ cũng đông mà họ tức cái đó các bạn. À, hình như là những người YouTuber này nó đi quá hạn, đi quá cái giới hạn mà cho phép của mình rồi. Mình YouTuber cập nhật tin tức, chia sẻ, đem những cái gì tích cực nhất đến với lại khán giả. Chứ không phải mình đi bêm, đi nói xấu và đi làm những gì mà có hại cho những người mà người ta đang là những người ở trong cuộc. Và những người đó họ không có nói một cái lời nào hết tấn công mình. Họ không có một làm cái gì cử chỉ gì để hại tới mình. Họ đang phản tố lại với là cái phía bên kia, những cái người mà đã đâm những lá đơn kiện Hồng Loan về dân sự cũng như hình sự, đại khái là như vậy. Thì Hồng Loan Ni là người phát ngôn cho Hồng Loan, họ đang tìm kiếm luật sư để có thể đưa đến một giải pháp tốt nhất cho Hồng Loan trong cái vụ thư kiện này. Còn đằng này những YouTuber chúng ta có thể phân tích câu chuyện theo cái sự suy nghĩ của mình, nhưng mình không thể áp đặt lên cho cái người trong cuộc. Mình vô duyên á. Tôi thấy hơi vô duyên khi mà mình đi quá đà. Mình tưởng mình là ai có quyền lực ở trong cái drama này luôn sao? Có. Ngày xưa lúc nào cũng lên vinh vang nói rằng có thông tin từ Ni, có thông tin từ Hồng Loan này kia nọ. Tôi rất là thân Ni. Cái gì là tôi cũng biết trước cái này. Còn bây giờ tự nhiên bêm ta, tại vì ngày xưa là nhờ một cái ông luật sư nào đó, ông chụp hình những cái văn bản hay ông nói chuyện với Ni với Hồng Loan, rồi xong xưa ông về ông kể cho nghe, rồi bắt đầu lấy cái tin tức đó đem lên trên không gian mạng. Rồi từ đó là Ni đã đề phòng rồi, tại vì không thể nào những cái chuyện bí mật, những cái gì mà không công bố được thì đi công bố chân rồi, tin tức bị lọt ra ngoài rồi, cho nên Ni mới còn không tin tưởng những người này nữa. Người ta không tin tưởng mình thì nói rằng người ta vô ơn mình. Ủa, vô ơn cái giống gì? Lên làm YouTuber kiếm tiền quá trời, một tháng kiếm cái trăm triệu không. Còn bây giờ
không nói được, không kiếm được nhiều tiền giống như ngày xưa nữa thì bêm người ta, tôi thấy vô duyên. Không các bạn ha, rất là vô duyên luôn. Ngáo quyền lực. Yến Trần thì có nói, sao Hồng Loan lại bất ổn chứ? Buôn bán có đạo đức thì mọi người luôn ủng hộ. Vâng, đúng vậy. Nói rằng là trong mùa ba Tâm Sơn này có người nói rằng những cái sản phẩm của Hồng Loan là bất ổn, những kinh doanh của Hồng Loan là đại khái là nó không như là chúng ta thấy đâu. Cái sự bất ổn có rất là nhiều. Tôi thấy là những người này nói chuyện càng ngày càng thấy nó đi quá xa luôn. Bạn Vân Võ hay là Văn Võ ha, nó chỉ là một kênh YouTube mà nó nghĩ là mình là trưởng ban chỉ đạo drama gia đình của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Thật sự hai kênh bla 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 gì đó ha, ngáo quyền lực và ảo tưởng sức mạnh quá nhiều. Nguyễn Tuấn, Hồng Loan, theo mình nhìn thấy những người nào nói xấu Hồng Loan thì cộng đồng mạng lại nổi sóng chứng tỏ tình yêu thương của cộng đồng mạng dành cho Hồng Loan là vô cùng to lớn. Tôi đồng ý với điểm này. Những người này, những người nào mà bêm Hồng Loan á, là các bạn thấy không? Là người ta quay xe lại với lại những cái kênh đó, người ta quỷ kênh rất là nhiều luôn. Họ biết chứ, họ nhìn mấy ngày hôm nay là họ bị mất mấy ngàn người kênh, mấy ngàn người quỷ, bị quỷ kênh á, họ biết liền chứ. Nhưng mà khi mà họ nói xấu, họ bêm Hồng Loan á, thì phía bên kia, các bạn biết rằng phía bên kia đó thì lại vô kích động, vô để lại những cái lời nói để kích động thêm cho họ nữa. Họ khi mà họ livestream hay là họ quay clip, họ nói chuyện về sống với gia tộc, họ bêm Hồng Loan, bêm Ni, thì có một số cái nick giả, họ đi comment dạo, bình luận dạo ở phía bên kia đó. Và họ kích động, họ xúi giục, họ kích động, hoặc là họ nói đúng rồi này kia nọ, họ châm ngòi thuốc thêm nữa. Rồi mấy cái kênh này lại tưởng rằng mình nói hay, mình nói đúng, và tạo cho họ thêm một cái sức mạnh về tinh thần, về ngáo, đó là ngáo quyền lực, và nghĩ rằng là họ sẽ có thể giống như là gồm thâu tam quốc trong bàn tay của họ, rồi họ điều khiển từng người một, từng người một. Không có đâu. Khán giả bây giờ họ đâu phải giống như ngày xưa đâu các bạn ha, đâu phải là giống như những cái kênh mà mới ra đời ngày xưa, hễ mà có kênh người Việt là chúng ta nhảy vô xem, nhảy vô xem, nó không có. Bây giờ họ thông minh lắm. Bạn Lành Lê ha. Chú có tiếng nói rất có chất lượng, chú chúc chú khỏe mạnh và luôn gặp nhiều may mắn trong công việc. Cảm ơn cháu nha. Bạn Lê Thị Thùy hay là Thị Thủy, chính xác luôn. Chính cái kênh bla 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 bla. Nó nói nếu Hồng Loan hôm nay không có chị Đại đỡ đầu thì ba đứa nó đã vô 331. Hồng Loan thành Mỹ bùm bùm làm gì mà vô 331, bậy bạ không. Những người mà nhiều chuyện, những người đi nói những câu nói không đúng á, tại vì đừng có nghĩ rằng lúc nào mình cũng đúng hết trơn á, mình nói không có vi phạm luật lệ an ninh mạng. Tôi thấy có rất nhiều người cũng lưu lại những cái clip của những bạn mà hay đi vào drama đó, từ drama này đến drama kia đó, thì những cái người mà không thích mình đó, đại khái là gì, thì họ cũng lưu lại những clip mà mình đã xâm phạm đời tư cá nhân và quyền lợi ích của nhà nước luôn. Thỉnh thoảng tôi thấy những clip đó, những người chẳng hạn như anh A nói anh B không thích, anh B giữ lại rất nhiều cái hình ảnh đó, hoặc là anh C nói chuyện, anh D giữ lại những cái gì mà nó đi ngược lại với lại cái an ninh mạng. Có hết trơn á, mình tưởng đừng có tưởng rằng là mình đúng hết. Cái gì mà lúc nào cũng cũng nhiều khi nói luật lệ
điều 3 trang 186 ở cái bộ luật hình sự ra 2015 2018. Nhiều khi nói cho giữ vô, nhiều khi cũng không biết ất tích đó là cái gì, luật lệ người ta sửa hồi nào mà cứ nói là như là sấm trạng trình nha. Muốn đưa người này vô 331, người kia 331. Mình chỉ là một YouTuber, hãy làm tròn cái bổn phận người YouTuber, cập nhật tin tức, gửi đến tất cả quý vị những cái gì tích cực nhất, vui vẻ nhất trong cuộc sống. Có nhiều điều chứng tay gai mắt thì mình nói một chút xíu nào thôi, chứ mình không thể nào phán giống như mình là tòa án phán người ta, người này phải làm này, người kia phải làm kia, người này vô tù, người kia này kia nào, không có đâu. Mình cái đó mình đi quá giới hạn rồi. Ngay cả cái người mà làm báo chí, người ta có cái thẻ báo chí, người ta còn chưa được làm được như vậy nữa, mà làm sao mình làm được. Bạn Thanh Trần nữa nói chào Cali Sài Gòn. Vâng, chào anh hay chào chị ha. Tại tên Thanh thì cũng có thể là Thành hay là Thanh, có thể là phụ nữ, cũng có thể là đàn ông. Vâng, thôi chào anh chị ha. Chào Cali Sài Gòn. Mỗi ngày drama Hồng Loan càng có nhiều tình tiết, tứ phía bủa vây. Phải không hiểu sao bộ ba tạm sinh này nó ghê gớm thiệt. Bạn Hứa Trần, chẳng quan tâm gì hạng người đó, họ chẳng là gì trong xã hội, mà xã hội lại có những con người như thế thì chẳng ai coi ra gì, cũng như cái kênh của bà bla 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 gì đó. Thôi thì trước sau gì họ cũng nhận quả đắng mà thôi. Các bạn Thương Ngô nói thật nha, cho họ phát cỡ nào đi nữa, Hồng Loan không cần luật sư cũng thắng mà thôi. Như bạn 30 Lê Trần Anh Thư ha, có viết như thế này: bộ ba Tâm Sơn nhổ ra rồi liếm lại, luật sư ép Hồng Loan xin lỗi cái kênh nào đó bla 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 ha, thì luật sư mới sao kê. Và bạn ấy cũng có viết tiếp là: tóm lại hai bên YouTube có mâu thuẫn từ trước rồi, giờ thì bộ ba Tâm Sơn bắt buộc Hồng Loan phải đứng về bên họ, không được như ý thì họ quay xe và hãm hại Hồng Loan. Đối với tôi thì trước sau như một, khi đến drama này thì tôi thấy sự bất công cho giọt máu của cố nghệ sĩ ưu tú Du Linh là con gái Hồng Loan. Tôi đứng về phía bên Hồng Loan. Không biết mình đứng về phía Hồng Loan đúng hay sai. Nhưng mà thấy mình thì mình nói là cái lẽ phải, cái chính nghĩa đó. Nhưng mà phía bên kia thì họ nói rằng là mình không biết chuyện gì hết, mình đứng về phía sai rồi đó. Mỗi người nó có một cái tư duy và cái sự suy nghĩ khác nhau. Mình nói mình đúng nhưng mà họ nói là mình sai. Mình nói họ sai nhưng mà họ nói là họ đúng. Nhiều khi tên ăn cướp họ cướp đồ rồi họ nói rằng là họ vì hoàn cảnh này vì hoàn cảnh kia, hoặc là họ phải làm như vậy để gì, họ cũng biện minh cho họ đúng không các bạn. Nhưng mà tôi không có hối hận khi mà đứng ở phía Hồng Loan cho đến bây giờ. Có người xem nhiều thì mình cảm ơn, không có người xem thì cũng mình cũng cảm ơn. Tại vì mình đã chọn con đường của mình rồi thì mình không bao giờ và không bao giờ quay xe với cái người mà mình đã từng yêu thương. Mình đã đặt hết cái tình yêu thương cho cái người đó rồi. Khi mà chúng ta không còn yêu thương thì chúng ta im lặng, chúng ta bỏ đi. Chứ chúng ta không thể nào quay xe rồi bêm rồi nói xấu người ta, rồi đem những cái hành động mà ở trên không gian mạng hù dọa rồi vu khống rồi đặt điều để nói đến cái một người mình đã từng kêu bằng giống kiểu mà trao thân gửi phận vậy. Không các bạn ơi, tôi thấy cái này nó hơi bất ổn rồi. Tôi thấy càng ngày giống như cộng đồng mạng nói, càng ngày họ càng, mới đầu tôi không có dùng là bộ ba Tâm Sơn, tôi không ít có nói, mình cũng nghe lạ lạ cũng vui vui tai. Sau này tìm hiểu ra mới thấy tại sao mà cộng đồng mạng đặt cho họ là bộ ba Tâm Sơn, hoặc là họ ngáo quyền lực này kia nọ. Mà đúng thiệt, thấy họ hơi quá ngáo quyền lực luôn. Vâng, chúc cho Ni và Hồng Loan
tai qua nạn khỏi ha. Bởi vì người ta nói đúng mà, cuốc đất trồng khoai quả vô ăn chuối. Chứ chế lại cái lời của ấy ha. Cái này đúng là phước bất trùng lai, quả vô đơn chí. Nhất là Ni nói cái gì cũng bị người ta nói là dính 331. Trời ơi, YouTuber nó cãi lộn nha, hàng ngày chửi nha trên ấy, ở đó mà 331. Tôi thấy đúng, họ hơi quá ngáo quyền lực. Rồi, xin chúc cho tất cả quý vị được nhiều sức khỏe và gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống. Xin hẹn tất cả quý vị trong một video lần sau.